Vòng bứt phá cũng chính là vòng bán kết của Rap Việt mùa 3, chính thức mở màn vào tối 5 tháng 8 với màn cạnh tranh giữa 4 thí sinh trong bảng D: Lil Grace Team Thái VG, Hurricane Team Big Daddy, Minh Lai Team Andre, DT Tập Rap Team BJ. Chủ đề của bảng D được đưa ra là những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, văn học Việt Nam. Tiết mục của Hurricane trở thành một trong những tâm điểm của đêm với sự xuất hiện của người đồng đội cùng team Gớt Năng, Hiếu Thứ Hai. Sân khấu này được đánh giá vừa hay về âm nhạc mà cũng rất mãn nhãn khi video người người tỏa ra từ Hiếu Thứ Hai lẫn Hurricane. Bản rap mang tên Một Công Đôi Việc, Hurricane đã thực sự đốt cháy sân khấu bằng tư duy làm nhạc thông minh, đoạn hook catchy cùng với lyrics khai thác triệt để chủ đề được đưa ra. Phần thể hiện của Hurricane không phủ nhận rất tốt, nhưng phần hỗ trợ của Hiếu Thứ Hai dù thời lượng ngắn hơn nhưng công bằng mà nói có phần lấn lướt, thu hút hơn. Hiếu Thứ Hai đang là một trong những rapper nổi bật nhất của thế hệ Gen Z, là cái tên được săn đón nồng nhiệt với lối trình diễn cực nhiệt trở thành thương hiệu. Chính vì thế, cho dù Hurricane có cố tình nhún nhường khi hỗ trợ cho đồng đội, nhưng hào quang của anh vẫn thực sự rất sáng, dễ làm lu mờ bất kỳ ai đứng cạnh. Chia sẻ về lý do tham gia hỗ trợ cho người bạn cùng tổ đội của mình, Hiếu Thứ Hai chia sẻ đầy cảm xúc. Lý do thứ nhất thì như lời anh Justy nói là quýt làm cam chịu vậy đó, khăng lỡ hứa rồi thì giờ em phải lên thôi cười. Còn lý do thứ hai thì vì 3 năm trước em đã nhận được sự hỗ trợ từ Khang, nên ngày hôm nay em bước lên đây để hỗ trợ Khang lại. Huấn luyện viên BJ nhận xét về phần thi của thí sinh, anh rất thích đoạn hook, nghe rất catchy và quốc tế. Tuy nhiên, chính huấn luyện viên Thái VG cũng đã nhìn thấy sự lấn lướt của Hiếu Thứ Hai trên sân khấu. Nam rapper lão làng tiếp lời, bài này rất hay, anh rất thích phần điệp khúc nhưng mà anh thấy có vẻ như việc mời Hiếu Thứ Hai lên hỗ trợ của em đang bị phản tác dụng vì điểm sáng toàn bài chỉ tập trung vào bạn ấy. Nhưng nhìn tổng thể thì đây là một bài rất hay và giàu năng lượng. Đáp lại nhận xét của các huấn luyện viên, Hurricane khiêm tốn chia sẻ, những gì mọi người nhận xét thì cũng có thể hiểu rõ được lý do vì sao Hiếu Thứ Hai nổi tiếng đến vậy, và dĩ nhiên bản thân em cũng không thể so sánh được với những cá thể quá vượt trội như vậy. Em tự tin và tự hào rằng là em đứng ở đây và phô diễn hết tất cả những gì mình có và cố gắng cho mọi người được thấy. Giám khảo Justy nhận xét về phần thi của thí sinh, đối với anh đây là một bài rất hay. Và quan trọng hơn cả là, cách bọn em dám đối diện với những chuyện người khác luôn đem lên để làm bản cân, dám làm những thứ để chứng minh cho mọi người thấy được sự cố gắng của bọn em. Ngày hôm nay em đã rất bứt phá khi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Giám khảo Suboy tiếp lời, hôm nay sự tỏa sáng nhất là khả năng viết nhạc của em, mọi người đừng quên, từ đầu bài cho đến cuối những gì Khang viết trong bài nó rất mạch lạc và chắc chắn, chị cực kỳ thích chorus của em. Chất giọng của Khang đã có sự tiến bộ vượt bậc và ngày hôm nay chúc mừng em, vì những gì em đã cố gắng thời gian qua nó đã được tỏa sáng, trên sân khấu cùng với bạn của em. Chung cuộc, Lil Grace là người chiến thắng bảng D, trở thành cái tên đầu tiên bước vào vòng chung kết. Hurricane dù có màn trình diễn ấn tượng, nhưng con đường tiến vào vòng chung kết đang rất hẹp, chỉ có thể chờ đợi sau khi 6 bảng đấu kết thúc, và chờ vào 3 quyền cứu của 3 vị giám khảo Kazik Suboyza Sturti. Sau khi tập phát sóng Rap Việt tối 5 tháng 8 kết thúc, Big Daddy cũng đã đăng tải đoạn clip biểu cảm hài hước của Hurricane, sau khi biết mình chưa thể chiến thắng bảng D, cầm chắc vé vào chung kết. Dưới phần bình luận, netizen đồng loạt mong muốn Hurricane sẽ nhận được chiếc nón vàng từ giám khảo, mà cụ thể là của Justy, người khen ngợi màn trình diễn của nam rapper rất nhiều trong tối nay.